các bệnh mãn tính không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người dân ở tất cả các nước trên thế giới, trong đó các bệnh tim mạch chiếm tỷ lệ lớn. Điều đáng lo ngại là số lượng cũng như tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch ngày càng gia tăng. Cần phải có biện pháp vĩ mô nào để dự phòng và tầm soát bệnh tim mạch? Những tiến bộ y học nào đang được áp dụng để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao? Góc nhìn của chuyên đề sống khỏe từ hội nghị tim mạch miền Trung Tây Nguyên mở rộng sẽ cho thấy những vấn đề này. Một con số mang tính cảnh báo cao do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, 73% các trường hợp tử vong là do các bệnh không lây nhiễm gây nên, trong đó tim mạch chiếm phần lớn với tỷ lệ 33%, cao gần gấp đôi so với bệnh ung thư. Đây là con số được Hội nghị Tim mạch miền Trung Tây Nguyên lần thứ 10 tổ chức tại thành phố Huế vừa qua khẳng định. Hội nghị lần này cũng cho thấy con số bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm gia tăng đều hàng năm, trong đó bệnh tim mạch. Điều đáng lưu ý là so với những nước khác, tỷ lệ tử vong ở nước ta khá cao. Điều này do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có sự chủ quan và thiếu sự tầm soát bệnh một cách đầy đủ. Mặt khác, sự đáp ứng của công tác chăm sóc y tế ban đầu cũng chưa thực sự giúp cho bệnh nhân dự phòng tốt căn bệnh này. Nên bệnh mà không lây nhiễm bây giờ rõ ràng là có xu hướng thay đổi, thay thế dần cho các bệnh lây nhiễm. Như hồi này sáng nay chiều nay chúng tôi có báo cáo một chuyên đề liên quan đến bệnh không lây nhiễm, đó là cái tăng áp đấy. Thì theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế chúng ta được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận được công bố vào 2016. Như vậy cái tỷ lệ bệnh không lây nhiễm bây giờ tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm đến 77%, và trong số cái bệnh mà không lây nhiễm mà tử vong đó thì 41% là do bệnh lý về tim mạch. Trong bệnh lý về tim mạch thì như chúng ta biết là đứng đầu là tăng áp, vì tăng áp là cái gốc nó đưa đến hai cái biến chứng quan trọng, nhất là nhồi máu cơ tim, thứ hai nữa là tai biến mạch não. Do đó nên phải nói rằng cái bệnh không lây nhiễm là cái xu hướng ngày càng tăng. Bên cạnh cái tăng áp, chúng ta có đái tháo đường, chúng ta có rối loạn lipid máu, và đó là những cái thách thức hiện nay rất mới. Nó cũng trong một chừng mực nào đó, cái bệnh lý chúng ta bây giờ mang cái vẻ dáng dấp của các nước phát triển. Trong số các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp chiếm tỷ lệ lớn và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Một con số thống kê gần đây cho thấy Việt Nam có đến 9,7 triệu người bị tăng huyết áp. Đáng lo ngại là hơn một nửa không hề biết mình bị tăng huyết áp. 30% trong số đó, tức là khoảng 1,6 triệu người có biết mình bị tăng huyết áp nhưng vẫn không có một biện pháp điều trị nào. Và trong số 9,7 triệu người bị tăng huyết áp đó, có khoảng 2,4 triệu người đã được điều trị nhưng vẫn chưa đưa được huyết áp về số huyết áp mục tiêu. Đó là những con số thực sự rất đáng lo ngại, phản ánh một tình trạng nhận thức rất thấp của người dân đối với tăng huyết áp. Chính vì những điều này mà tỷ lệ tử vong do cao huyết áp gây ra ở nước ta khá cao so với những nước khác. Xuất xứ của chương trình tháng 5 đo huyết áp đó là ngày 14 tháng 3 2019, thì đích thân chủ tịch của Hội tăng huyết áp thế giới là Neil Poulter đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Y tế và chủ tịch của Hội Tim mạch Việt Nam ủy quyền cho Phân hội tăng huyết áp Việt Nam thực hiện chương trình tháng 5 đo huyết áp. Đây là một chương trình hướng tới kỷ niệm ngày 17 tháng 5 là ngày tăng huyết áp của thế giới. Thì đối với cái ngày này, trong năm này đặc biệt có ý nghĩa, đó là sẽ có một chương trình tiến hành đo huyết áp trên toàn quốc, trên 10 tỉnh thành, đối với dân số của nước ta là gần 100 triệu dân. Và từ cái số liệu này thì sẽ cung cấp khoảng từ 10.000 tới 25.000 số đối tượng được đo huyết áp, và từ đó sẽ đánh giá được tỷ lệ tăng huyết áp hiện nay ở Việt Nam. Như vậy, qua cái chương trình tháng 5 đo huyết áp này thì chúng ta sẽ nâng cao được nhận thức của người dân đối với cái chỉ số tăng huyết áp cũng như là nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp. Tiếp đó nữa thì chương trình này cũng hướng tới việc tư vấn và cũng như là kiểm soát cũng như là hướng dẫn về cách điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp để làm giảm cái tỷ lệ tăng huyết áp, là một trong những mục tiêu chiến lược để mà cải thiện sức khỏe của toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ hội nghị tim mạch lần thứ nhất được tổ chức ở tại Huế vào năm 2001, đã gần tròn 2 thập kỷ, ngành tim mạch Việt Nam cũng như là thực trạng bệnh tim mạch trong cộng đồng cũng đã có rất là nhiều biến động. Rất nhiều kỹ thuật hỗ trợ tim mạch đã được phát triển nhằm hỗ trợ cho người bệnh, và song song với điều này là tỷ lệ những người mắc những bệnh không lây nhiễm và các bệnh về tim mạch cũng đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam. Những điều này có ý nghĩa trong việc phòng và điều trị tim mạch như thế nào, và đâu là những điểm đáng chú ý trong hội nghị tim mạch năm nay? Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, là chủ tịch hội tim mạch miền Trung và là phó chủ tịch của hội tim mạch Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa giáo sư, với tỷ lệ tử vong là chiếm đến 33% trong các nhóm bệnh không lây nhiễm, vậy thì hội nghị tim mạch năm nay đưa ra những cảnh báo gì với sức khỏe cộng đồng trong việc phòng và điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch? Chủ đề của hội nghị tim mạch của miền Trung lần thứ 10 tổ chức ở Huế kỷ niệm 20 năm thành lập của hội tim mạch miền Trung. Như vậy có một cái chủ đề rất lớn, đó là kết nối cộng đồng với là y học tim mạch. Thì cái chủ đề này mục đích để giới thiệu cho tất cả các đồng nghiệp tim mạch phải liên quan đến các cái lĩnh vực cộng đồng, không những chúng ta điều trị ở trong bệnh nhân mà chúng ta cũng phải liên kết làm thế nào để chúng ta dự phòng. Vì như tình hình hiện nay, tất cả vấn đề điều trị bệnh, nhưng mà nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề dự phòng bệnh, nhất là trong lĩnh vực tim mạch, dự phòng yếu tố nguy cơ, thì như vậy phải nói là đó là một sự hạn chế rất lớn. Bên cạnh đó, đương nhiên chúng ta cần phải tăng cường các cái biện pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại. Và một trong những cái phương tiện mà chúng ta hay sử dụng nhiều nhất là các phương tiện được thế giới đề cập đến, là trí tuệ nhân tạo hoặc là các cái phương tiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cao cấp, mà các cái chỉ số cũng như là các thông số cũng như là các cái phương tiện điều trị hiện nay, trong đó bao gồm cả vấn đề là ghép tim, vấn đề thay tim bằng các cái dụng cụ nhân tạo để có thể tăng cường sự sống của bệnh nhân. Giáo sư có đề cập đến việc tăng huyết áp là chiếm tỷ lệ lớn trong các nguyên nhân gây tử vong ở bệnh tim mạch. Thực sự thì qua rất là nhiều chương trình sức khỏe mà chúng tôi đã thực hiện thì tăng huyết áp chưa bao giờ là một cảnh báo thừa. Với hội nghị tim mạch lần này thì ngành y học Việt Nam cũng như là thế giới đã có những tiến bộ gì trong việc dự phòng cũng như là điều trị cao huyết áp, thưa giáo sư? Trong cái hội nghị lần này thì phải nói là chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp đến 15 chuyên gia nước ngoài, và trong đó có các chuyên gia đến từ hai cái đỉnh cao của y học, thứ nhất là tại Hoa Kỳ và thứ hai nữa là tại châu Âu. Như vậy trong cái hội nghị lần này chúng tôi đã cập nhật được nghe các cái khuyến cáo cập nhật từ châu Âu liên quan đến chủ đề về tăng áp, và thứ hai nữa cũng trong hội nghị này thì như vậy các đồng nghiệp Hoa Kỳ cũng giới thiệu những cái tiến bộ hiện nay đối với chẩn đoán và dự phòng điều trị tăng áp. Cái điều quan trọng nhất đối với tăng áp hiện nay, như MC đã đặt câu hỏi, đó là làm thế nào chúng ta có thể dự phòng và điều trị được căn bệnh này. Thì phải nói rằng điều trị hiện nay, ngoài các cái phương tiện điều trị thuốc men kinh điển hiện nay, người ta bắt đầu đề cập đến sử dụng các nhóm thuốc mới. Nhóm thuốc mới đó là bao gồm các nhóm thuốc giống như nhóm ức chế hệ peptide neplizilin, là một nhóm thuốc mà có thể điều trị vừa suy tim mà đồng thời vừa tăng áp. Vấn đề thứ hai nữa cũng đề cập đến cái vai trò của can thiệp mạch trong điều trị bệnh nhân tăng áp, ví dụ như chúng ta nâng động mạch thần, hoặc là cái trường hợp ba nữa cao cấp hơn, và cho một trường hợp đặc biệt là chúng ta có thể là hủy thần kinh của mạch thần. Như vậy phải nói rằng đối với cái điều trị tăng áp đã được mở rộng rất nhiều. Và cái quan trọng nhất ở Hoa Kỳ là người ta đưa ra một cái khuyến cáo mới liên quan đến dự phòng 2019 là rất mới, đó là dự phòng các nguy cơ về bệnh lý tim mạch mà do sơ vữa, trong đó một những nguyên nhân mà liên quan đến bệnh tim mà không lây nhiễm hoặc là các tử vong do các bệnh không lây nhiễm, đó là tăng áp. Và trong dự phòng đó đưa ra vấn đề sử dụng các nhóm thuốc với một thời gian thích hợp và phù hợp trên từng đối tượng, bằng cách sử dụng các cái thông số, và trên cơ sở các cái chỉ số, các thông số người ta có thể dự báo được bệnh nhân đó là thuộc loại nguy cơ cao, nguy cơ thấp hoặc là nguy cơ trung bình, để chúng ta áp dụng một biện pháp thích hợp hơn so với trước đây. Song song với thực trạng về bệnh không lây nhiễm, nhiều thành tựu của ngành y tế nói riêng và của ngành tim mạch của khu vực miền Trung cũng đã có sự khởi sắc và tiến bộ mới. Đó là sự ra đời của hàng loạt các trung tâm tim mạch can thiệp tại các tỉnh thành đã tiến hành chụp can thiệp mạch vành, cấy máy tạo nhịp 2-3 buồng tại hầu hết các bệnh viện miền Trung và Tây Nguyên. Đó chính là sức mạnh của sự kế thừa,
là đội hậu bị quan trọng cho ngành tim mạch miền Trung trong thời gian đến. Hội nghị lần này so với các năm trước là có những cái điểm rất mới. Cái điểm mới đầu tiên đó là cái vai trò của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các cái phương tiện thông tin và trí tuệ nhân tạo được bắt đầu lồng ghép trong các nghiên cứu và các báo cáo. Người ta gọi cái trí tuệ nhân tạo trong một chừng mực nào đó, hiện nay chúng ta chưa biết nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, nhưng mà trong tương lai họ có thể thay thế dần dần một phần khả năng của con người, hoặc nói cách khác là hỗ trợ chúng ta khỏi những cái sai lầm, không những trong y học mà trong nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, cái điểm thứ hai đó là hội nghị chúng ta giới thiệu những cái phương pháp chẩn đoán và điều trị mới, những cái loại thuốc mới trước đây những năm trước người ta đang còn giai đoạn thử nghiệm, thì bây giờ người ta bắt đầu áp dụng trong cái điều trị ở một những cái căn bệnh cũng được, hoặc là biến chứng cũng được, đó chính là suy tim. Điều trị suy tim ở giai đoạn cuối rất khó khăn, và trước đây hầu như chúng ta thất bại, và phương tiện mà người ta nghĩ đến là phải là ghép tim hoặc là cấy máy nhân tạo, thì nó rất đắt tiền và rất khó khăn. Thì bây giờ nhóm thuốc mới gọi là nhóm arginine, tức là nhóm cái ức chế cái hệ neprilysin và đồng thời là angiotensin 2, với cái nhóm thuốc mới này nó làm thay đổi diện mạo của cái bệnh cảnh suy tim mà trước đây người ta nghĩ đôi lúc cũng phải là hết sức là thất vọng. Bên cạnh đó thì cái vai trò của các cái phương tiện chẩn đoán mới, chúng ta sử dụng các phương pháp là siêu âm 4D hoặc là các MRI kết hợp phối hợp những cái chỉ điểm sinh hóa mới trong chẩn đoán. Và cái một cái điểm nhấn thứ ba quan trọng đó là một số thay đổi về quan niệm trong chẩn đoán và trong điều trị các bệnh lý rất thông dụng, ví dụ như tăng áp chẳng hạn, những khuyến cáo mới của tổ chức tim mạch châu Âu, rồi cả cái tổ chức về can thiệp mạch vành, thì bây giờ người ta rút ngắn cái thời gian sử dụng, thay vì thời gian dùng rất lâu bệnh nhân có những cái tai biến, thì bây giờ người ta mạnh dạn thay đổi, đó là những cái quan niệm rất mới. Những tiến bộ trong y học tuy có thể hỗ trợ phần nào trong việc dự phòng và điều trị các bệnh tim mạch, nhưng điều cốt yếu là ý thức về bệnh. Bởi bệnh không lây nhiễm là bệnh có thể dự phòng được. Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, như các yếu tố nguy cơ nhóm hành vi bao gồm hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, chế độ ăn không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực, và các yếu tố nguy cơ thuộc nhóm chuyển hóa như thừa cân béo phì, tăng huyết áp, tăng đường máu, rối loạn lipid máu. Trong những điểm nhấn của hội nghị năm nay đó chính là việc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch. Vậy thì giáo sư có thể nói sâu hơn về ứng dụng những cái việc này trong điều trị tim mạch không ạ? Phải nói trí tuệ nhân tạo đó, hay gọi là AI đó, Artificial Intelligence. Thì như vậy thì đây là một cái khái niệm vào lĩnh vực đối với chúng tôi riêng, miền Trung nói riêng. Và chúng tôi nghĩ như đồng nghiệp cả nước cũng đang còn chúng ta chưa biết nhiều, chưa học về, chưa được ứng dụng nhiều về kỹ thuật này. Ngoài trừ một vài điểm mà đang còn thử nghiệm, thì trong hội nghị này chúng tôi mạnh dạn đề cập đến vấn đề trí tuệ nhân tạo trong tim mạch và trong cái y học. Cái trí tuệ nhân tạo hoặc là cái thông minh nhân tạo đấy thì phải nói cũng có nhiều người rất ngại. Và thậm chí tôi còn sợ vì không biết là nó sẽ đi đến đâu và như thế nào. Và vai trò của người có giữ được những cái chuẩn mực như trước đây không? Nhưng thực sự với những trí tuệ nhân tạo, qua những thông tin mà hội nghị này mà chúng tôi được tiếp cận, có các chuyên gia nước ngoài đến từ Malaysia, đến từ Ấn Độ và nhất là tại Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy đây là một cái lĩnh vực rất mới và bắt buộc trong thời gian đến chúng ta cần phải tiếp cận. Vì với trí tuệ nhân tạo giúp chúng ta tránh được những sai sót trong chẩn đoán, sự mệt mỏi của người á, phải nói là không ngừng, mà chỉ đơn nhiều khi cái trí nhớ, cái sự thông minh chúng ta cũng có giới hạn. Nhưng ngược lại, đối những phương tiện máy móc mà nếu chúng ta biết điện tử, nếu chúng ta biết từng dùng và sử dụng dưới sự điều khiển con người một cách thích hợp, thì chúng tôi nghĩ sẽ tăng cường cái tác dụng rất là nhiều trong vấn đề chẩn đoán. Thì phải nói là cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là sẽ giúp ích đấy, là đang giúp ích trên thế giới, nhưng mà ở trong lĩnh vực của chúng ta về tim mạch, nhất là khu vực miền Trung, trong thời gian sắp đến sẽ được ứng dụng, chắc chắn sẽ có những cái tiến bộ cũng như những cải tiến trong vấn đề điều trị các cái bệnh lý tim mạch. Hiện nay ở Thừa Thiên Huế thì có hai trung tâm tim mạch chuyên sâu với đội ngũ y bác sĩ với tay nghề cao. Vậy thì giáo sư có thể có những đánh giá như thế nào về khả năng cũng như tiềm năng của hai trung tâm y tế này? Phải nói rằng cái trung tâm tim mạch đã có từ lâu đời, hay là cái khác đã có thương hiệu, đó là trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những trung tâm
đầu tiên mà chúng ta thực hiện ca cái ghép tim đầu tiên, tôi gọi là Made in Việt Nam đấy. Và thứ hai nữa, đây là cùng trung tâm đầu tiên đã ghép cái tim bản phần nhân tạo, việc tắt là VAD. Thì với cái hai cái kỹ thuật cao cấp này thì phải nói là trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế đã xác định cho mình một cái thương hiệu để đưa mình vào trong cái bản đồ của thế giới về tim mạch nói chung hoặc là về ghép tim nói riêng. Thì đó là một cái định hướng. Còn thứ hai là trung tâm tim mạch thứ hai là ở tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Mặc dù nó còn non trẻ, trong thời gian chưa đầy 10 năm, nhưng mà chúng tôi nghĩ cũng đang bước đầu tiến hành các cái phương pháp cũng như là các thủ thuật can thiệp, thủ thuật điều trị. Mặc dù chưa có thể mổ tim hoặc là chúng ta ghép tim, nhưng mà với đội ngũ hiện nay ở Bệnh viện Trường Đại học Y Dược là đội ngũ trẻ, nhiều khát vọng và đặc biệt là có khả năng đang được gửi đi điều trị ở các trung tâm ở trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, ở Đức và ở Hàn Quốc. Thì chúng tôi nghĩ trong thời gian sắp đến, sự kết hợp của hai trung tâm trường viện sẽ giúp cho cái nền y học nói chung hoặc là cái tim mạch của Thừa Thiên Huế và cũng như miền Trung là chúng ta sẽ được phát triển. Và chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian sắp đến chúng ta sẽ có những cái đột phá nhiều hơn nữa, không những lĩnh vực về những cái kỹ thuật, những cái phương tiện đã có mà chúng ta cần triển khai những kỹ thuật mới, ví dụ như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, trong cái điều trị là như thế nào, hoặc những kỹ thuật cao cấp hơn trong thời gian đến. Vâng, và 20 năm kể từ hội nghị tim mạch được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Huế vào năm 2001, giáo sư có những cái suy nghĩ gì cho những chặng đường tiếp theo của hội tim mạch miền Trung, những thách thức trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với các bệnh không lây nhiễm đang ngày càng trở nên đáng ngại? Đối với cái y học á, thì 20 năm nó dài nhưng mà cũng không phải dài lắm, bởi vì nó đòi hỏi thứ nhất nó đi từ nhiều bước, từ một bước từ những kiến thức cơ bản, rồi sau chúng ta phải đi qua cái thực hành và từng ba chúng ta đánh giá. Với cái hội nghị lần này, với những bước phát triển lần này thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự cọ sát, đặc biệt là tiếp cận với những kỹ thuật mới, tiếp cận với những cái chuyên gia đầu ngành thì chúng ta sẽ thử thách và chúng ta sẽ tự nhìn nhận lại những cái khuyết điểm của mình, trên cơ sở đó chúng ta sẽ cố gắng phát triển nhiều hơn nữa cái nền y học nói chung hoặc là tim mạch của miền Trung nói riêng càng ngày càng tốt hơn. Đó là một cái mong muốn của chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn các đơn vị, các vị lãnh đạo ở các đơn vị đã tạo điều kiện cho đội ngũ tim mạch chúng tôi hoạt động và giúp đỡ cho cái nguy cơ tử vong tim mạch đang còn cao hiện nay được giảm thiểu cho đồng bào chúng ta. Một lần nữa rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh với buổi trò chuyện ngày hôm nay.